Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút thời thư giãn, và đặc biệt là số những thông tin bổ ích khi xem video của em. Như tựa đề thì hôm nay sẽ đang là một chiếc video để chia sẻ cũng giao lưu bác về những cái nguyên nhân làm cho những cái mắt cua hoặc là những cái bông của chúng ta nó bị khô bác. Đây là những cái bông sầu riêng bác, mắt cua hay là bông sầu riêng này, khu vực cho em đây. Nói chung video này thì chắc chắn là chỉ mang tính chất tham khảo thôi, để không phụ thuộc vào cái khí hậu thời tiết cũng như là cách chăm sóc từng vùng miền đó. Cứ chia sẻ lên thôi bác, khi được thì chúng ta tiếp thu, đã chưa được thì ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Đây, một chủ đề chính luôn, về những cái nguyên chân chính làm mà dẫn đến cái hiện tượng khô mắt cua cũng như là khô bông. Thì nguyên chính đầu tiên là do bị nấm bệnh tấn công bác. Đây, ví dụ như cái mắt cua của chúng ta nó mới nhú bác. Những cái lúc nhỏ gọi là mắt cua bác. Đây, 2-1 phân độ lại thì gọi là mắt cua. Còn 3 phân độ lên thì gọi là bông bác. Đây, như những này gọi là bông rồi bác. Đây là bông. Còn những cái mới nhú thì gọi là mắt cua. Những nguyên nhân làm cho, trước tiên là làm cho mắt cua bị đen cũng như là bị khô, thì trước tiên là do nấm bệnh tấn công bác. Nấm bệnh thì thường là do gặp thời tiết nó bất lợi, gặp mưa cháy mùa, thì sẽ dẫn đến cái mắt cua của chúng ta nó sẽ bị khô các bác, khô cũng là bị đen. Đấy, cho nên cái nguyên nhân chính làm cho mắt cua nó bị đen cũng như là bị khô là thường là do gặp mưa cháy mùa, cũng như là gặp thời tiết nó lạnh các bác, thời tiết lạnh này, mưa cháy mùa này là sẽ dẫn đến cho gió nữa, sẽ làm cho cái mắt cua sẽ bị khô. Ngoài ra thì còn có những cái hiện tượng như là bị côn trùng cắn phá nữa các bác. Đấy là đối với mắt cua. Còn đối với bông bác, đây là bông to 3-4 phần thì gọi là bông. Nguyên nhân làm cho khô bông thì vẫn là nguyên nhân đầu tiên, vẫn là nguyên nhân nấm bệnh tấn công, thán thư. Thán thư cũng sẽ làm khô bông luôn bác. Bông to nhưng mà gặp thán thư là sẽ khô bông luôn. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành phun phòng thán thư cho cái bông sầu riêng của ta. Và cái nguyên nhân thứ hai thì cũng là do nguyên nhân về thời tiết khí hậu bác. Ví dụ như thời tiết mà nó khô này, nó lạnh này, lạnh này, gió, đặc biệt là gió bác. Gió thì chắc chắn là sẽ làm cho cái bông ra bị khô rồi. Bác nào trồng sầu riêng ở khu vực mà có gió nhiều thì thứ nhất là lá này, và thứ hai đó là bông, mắt cua nó sẽ bị khô rất là nhiều. Gió, lạnh, dẫn đến khi bông ra bị khô rất nhiều bác. Đây là do thời tiết, nấm bệnh này. Và cái nguyên nhân khá quan trọng là chúng ta nó để thời đất nó khô quá bác. Đây, ví dụ như giai đoạn này là chúng ta bông 2-3 phân độ lên là chúng ta tiến hành vô nước rồi. Chứ mà 2-3 phân chúng ta để dài quá bác, dài quá mà chúng ta để đất nó khô quá thì cũng sẽ dẫn đến cái hiện tượng mà bông chúng ta bị khô bác. Đây, ví dụ như bông nó ra dài này mà chúng ta để nó đất nó khô cứng quá thì vô nước muộn quá thì nó cũng sẽ dẫn đến cái bông chúng ta bị khô luôn. Đây là những cái nguyên nhân cơ bản làm cho bông sầu riêng bị khô. Ngoài ra thì còn có cái nguyên nhân là do côn trùng chích hút nữa. Côn trùng chích hút thì gồm có bọ xít mũi này, rầy rệp các bác. Nên là sau khi mà mắt cua nó nhú dài này thì chúng ta ra bông này thì chúng ta tiến hành phun các dòng phân bón lá, combi cũng như là canxi bo, đặc biệt là bo các bác, cũng như là cộng thêm mà rầy rệp. Còn nếu mà gặp mưa trái mùa bác thì chúng ta sẽ phun rửa vườn bằng các dòng Antraco bác, kể cả mắt cua nữa, Antraco để giúp rửa vườn. Sầu riêng mà các bác trồng những cái vùng mà nó gió bác, gió là rất là dễ bị khô bông này, khô mắt cua, rụng lá. Nói chung cây sầu riêng mà gặp gió là rất ảnh hưởng các bác. Rất nặng nề luôn đấy. Nên các bác nhớ trồng sầu riêng thì nhớ trồng cây sắn chắn gió trước đã. Chứ mà để gió nó lùa vào thì rất là dễ bị khô bông, khô mắt cua bác. Như bông này thì chúng ta tiến hành vô nước bác. Như vườn này thì cũng đã bắt đầu nhấp nhẹ nước rồi. Nhấp nhẹ nước và tiến hành bổ sung phân. Cái này mà chúng ta để nó khô quá thì cũng sẽ bị khô bông luôn bác. Khi nãy em nói sơ sơ, nếu mà chúng ta không vô nước kịp thời, để đất nó khô quá bác,
thì cũng sẽ thiếu nước, thì cây cũng sẽ nó sẽ tuyển, nó chỉ giữ lại những cái bông to thôi, bông không, nó sẽ không ra nhiều bác, nó chỉ mang tính chất duy trì thôi chứ không có cho năng suất được. À, cho nên bông nó ra dài này các bác nhớ lưu ý là phải vô nước sớm, canh nước để vô nước, chứ mà tránh trường hợp chúng ta để vô nước nó muộn quá bác, bông nó ra dài mà để khô quá thì nó cũng sẽ dẫn đến bị khô bông. Ok, như vậy là video chia sẻ cho lưu bác về nguyên nhân làm cho cái bông sầu riêng ta bị khô này của em ạ. Chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.